max volume của nó sẽ là 99 này. Ở chiếc cái đầu giải mã DAC X7 này thì hiện nay đang là một con thì phân khúc tầm cao cấp của FX Audio. Cái giá con này hiện nay đưa ra thị trường đó là 3.500.000 đồng nhé các bác nhé. Nhưng mà bỏ ra một số tiền 3.500.000 đồng thì các bác được những gì? Thì các bác được một cái trải nghiệm nghe nhạc nó hay, nó đầy đủ chi tiết. Để chứng minh cho những gì em nói, em sẽ tăng volume lên cho các bác nghe về cái dạng trống nhé. Khi mà được con đầu giải mã này nó xử lý xong nó đưa ra các thiết bị âm thanh nhà mình cho các bác nghe nhé. Chất lượng về âm thanh rất là sạch sẽ và chi tiết, và đặc biệt cái về cái giải tiếng bass của nó thì rất là sâu và chắc. Đó, con FX DAC X7 này nó xử lý rất là tốt về cái nhiệm vụ của nó. Rồi gần như bây giờ chúng ta đang nghe nhạc trên YouTube, nghe như em đang nghe đây, nghe qua cái dây 3.5 hai đầu để lấy tín hiệu từ điện thoại và đưa vào cái cổng AUX của con DAC X7. Với con X7 này là sẽ có những cái đường tín hiệu đưa vào như là USB này. USB chúng ta nếu mà nghe máy tính thì các bác phải download một cái file hỗ trợ ứng dụng nó kiểu driver, cái phần mềm nó hỗ trợ về cho chúng ta nghe nhạc từ máy tính đưa vào con X7 thì mình nghe được. Thường chúng ta nghe TV cổng quang đây, hoặc là coaxial đây, hoặc là AUX thì chúng ta sẽ nghe ở cái dạng dây 3.5 hai đầu đây. Như em một đường em đưa tín hiệu vào con X7 và một đường em lấy tín hiệu từ điện thoại ra. Nói về cái hình thức và cấu hình của con này thì con này được hoàn toàn bằng vật liệu và chất liệu bằng nhôm nhé, nhôm cắt vào máy CNC và sơn màu đen này rất là bền mỏng. Và con này nó có một màn hình đằng trước, một nút bật tắt nguồn và tích hợp luôn cả chuyển các chế độ đây. Nếu chúng ta ấn và giữ khoảng 5-10 giây nó sẽ tắt nguồn và bật nguồn và chuyển. Ấn cái một nó sẽ chuyển các cổng tín hiệu vào như là USB này, cổng quang này, 5.1 này và AUX 3.1 đây. Và nó sẽ có hai cổng phone đằng trước để chúng ta nghe tai phone, đó là cổng 3.5 và cổng 6.25 đấy, 6.25 đấy. Và một cái volume này nó sẽ chỉnh to nhỏ trực tiếp luôn được ở khi chúng ta đang nghe nhạc, và max volume của nó sẽ là 99. Rất là dễ sử dụng, và con này nó sử dụng những cái linh kiện ở bên trong. Thì em đã có những cái bài đánh giá mở hộp bên trong đấy, như những con chip AKM của Nhật ấy, và xử lý những con chip xử lý âm thanh của Đức, của Mỹ các bác. Những cái video trên kênh anh em đã có rất là nhiều cái video rồi. Hôm nay thì em cũng test cái đơn hàng này cho bác khách hàng bên chúng em, đó là anh Quảng, này, Nam Định, một chiếc DAC X7 với giá là 3.500.000 đồng. Thì anh đã chuyển khoản cho chúng em được 1.500.000 rồi, giờ anh còn lại thanh toán cho mã bill này là 2 triệu. Và đi kèm con X7 thì sẽ có những cái phụ kiện và chúng em có tặng kèm, như là phụ kiện đi cùng thì chỉ một sợi dây cáp xanh và một cái sạc nguồn. Và chúng em sẽ tặng cho các bác nếu mua hàng bên chúng em kèm thêm một sợi dây quang và một sợi dây AV như thế này để các bác sử dụng nhé. Giờ em tiếp tục tăng volume chúng ta trải nghiệm.